kiến tái thiêm phiến ngữ cáo nhi khoa thiên hoa ma trận toàn chiêm nghiệm. Thực ra chúng ta chỉ cần nhớ năm cái câu đầu thôi, chúng ta khi mà chúng ta học chúng ta chỉ nhớ năm câu đầu thôi. Ngoài này thì nó có nhiều cái dị bản khác nhau. Vấn đầu thân thì đây là một cái bản là ngũ vấn ẩm thực lục vấn hoa chính xác thì ông là người mà sao chúng ta có gì bài này là tần du viên bên ông chỉnh lại cái bài màn hình của mọi người đang xem ạ. Màn hình của mọi người đang xem đấy là cái bài mà của Trần Du Viên đã hiểu chỉnh lại từ cái bài mà của Trương Cảnh Nhạc. Nhất vấn hàn nhiệt. Đó là cái bài về chi tiết hàn nhiệt. Hai là hỏi về mồ hôi. Tam vấn đầu thân. Thứ ba hỏi về đầu và thân. Có đau đầu không? Có đau thân mình không, đầu có váng không, đúng không, thân mình có. Thứ tư là hỏi về tiểu tiện, đại tiện không có như nào, màu trắng hay là màu vàng hay là nước tiểu có sẻn hay là đục hay là trong, đúng không, đấy là cái hỏi về tiện. Hỏi về thân, hỏi về ăn uống có ăn được không, rồi thích ăn cái thức ăn như thế nào, đấy là